lãnh đạo mật vụ Mỹ không từ chức sau sai sót bảo vệ ông Trump. Giám đốc sở mật vụ Mỹ thừa nhận cơ quan đã thất bại khi để lọt tay súng đe dọa ông Trump ở Pennsylvania, nhưng quyết không từ chức. Kimberly Trito, giám đốc sở mật vụ Mỹ ngày 15 tháng 7 thừa nhận trong cuộc phỏng vấn của đài ABC rằng công tác bảo vệ cựu Tổng thống Donald Trump tại Pennsylvania là không thể chấp nhận được và cam kết không để diễn ra sơ suất tương tự trong tương lai. Bà Trito đưa ra phát biểu vài giờ sau khi Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas đã gọi vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump giữa sự kiện vận động tranh cử ở Butler vào ngày 13 tháng 7 là thất bại an ninh. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1981 có âm mưu ám sát nhắm vào một ứng viên Tổng thống Mỹ. Nghi phạm 20 tuổi Thomas Matthew Croft đã nổ súng từ mái nhà cách sân khấu khoảng 120 mét nghi phạm bắn sượt qua tay phải của ông Trump, khiến một người trên khán đài thiệt mạng và hai người khác bị trọng thương trước khi bị tiêu diệt. Giới chức Mỹ cho rằng kế hoạch an ninh của một vụ Mỹ và cảnh sát Butler đã xảy ra sơ suất nghiêm trọng khi để lọt một điểm quan sát nhạy cảm như mái nhà gần khu vực meeting. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với ABC, Chito giải thích rằng mật vụ Mỹ chỉ có trách nhiệm bảo vệ ở vành đai trong, tức khu vực phía tiếp cận cựu Tổng thống Trump, tòa nhà mà nghi phạm sử dụng để làm điểm ngắm bắn thuộc phạm vi trách nhiệm của cảnh sát địa phương. Chúng tôi đã nhờ đồng nghiệp địa phương đảm bảo an ninh vành đai ngoài, có cảnh sát địa phương trực trong tòa nhà đó, cũng như chịu trách nhiệm an ninh ở khu vực quanh tòa nhà. Bà tiết lộ, phản hồi những bình luận rằng đặc vụ phản ứng quá chậm khi người dân phát hiện nghi phạm. Giám đốc Kimberly Chitor khẳng định đơn vị bán tỉa đã đưa ra quyết định trong tích tắc để nổ súng vô hiệu hóa tay súng. Các bước tìm kiếm vị trí nghi phạm, xác định nghi phạm, nhận diện mục tiêu và vô hiệu hóa mối đe dọa đều diễn ra trong thời gian rất ngắn, tình thế khi đó rất khó khăn. Bà nói, Giữa sức ép từ các chính trị gia Đảng Cộng Hòa và truyền thông Mỹ về thất bại của một vụ Mỹ, Giám đốc Kimberly Chito khẳng định bà không có ý định từ chức vào thời điểm này do không muốn xáo động các kế hoạch bảo vệ yếu nhân chính trị trong mùa bầu cử Tổng thống. Chito cho biết đã lập tức trực tiếp đánh giá lại các đội bảo vệ chính trị gia Mỹ sau sự việc ở Pennsylvania. Bà kêu gọi người dân Mỹ giữ niềm tin và năng lực của cơ quan mình trong đảm bảo an ninh cho Tổng thống và các cựu Tổng thống Mỹ mật vụ Mỹ là cơ quan phi chính trị, sự an toàn của mọi người là vấn đề phi chính trị, cơ quan chúng tôi tập trung đảm bảo điều đó. Bà nói, đồng thời bác bỏ những tin đồn rằng đội bảo vệ ông Trump đã đề nghị được bổ sung nhân lực và nguồn lực nhưng bị từ chối. Giám đốc Kimberly Chito sẽ điều chân chức Ủy ban Giám sát Hạ viện vào ngày 22 tháng 7 xoay quanh những lỗ hổng an ninh trong bảo vệ ông Donald Trump. Cơ quan này phải nộp báo cáo toàn diện cho Hạ viện Mỹ trước ngày 29 tháng 7, bao gồm danh sách phân công đặc vụ và cảnh sát ở sự kiện, mọi ghi âm liên lạc trong sự kiện và tất cả chỉ thị từ lãnh đạo Sở mật vụ Mỹ liên quan đến vụ nổ súng. Sở mật vụ Mỹ cũng sẽ hợp tác toàn diện trong cuộc điều tra độc lập theo yêu cầu của Nhà trắng. Bộ trưởng Mayorkas cho biết cuộc điều tra sẽ được dẫn đầu bởi quan chức không thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ và không nằm trong đội ngũ chính phủ, tránh mọi hoài nghi về tính độc lập của cuộc điều tra.